Sự chuyển mình của phim tài liệu, truyền thống và sáng tạo. Phim tài liệu đang trải qua một quá trình biến đổi, không còn chỉ là bức tranh tĩnh nằm trong không gian điện ảnh Việt Nam hiện đại. Các đạo diễn phim tài liệu của nước ta không ngừng nỗ lực kết hợp giữa giá trị truyền thống và sự sáng tạo độc đáo. Các tên tuổi như Tạ Quỳnh Tư, Đặng Linh, Dương Huy đã tạo nên những tác phẩm ấn tượng và thu hút sự quan tâm của công chúng. Chủ đề mà họ chọn khai thác mang đậm dấu ấn hiện đại và ý nghĩa. Đáng chú ý như cuộc hành trình của đội ngũ y bác sĩ trong việc cứu giúp thai phụ mắc COVID-19 năm 2021. Những cảm xúc như nỗi đau khổ, nỗi sợ hãi và lòng dũng cảm đã được đạo diễn Tạ Quỳnh Tư thể hiện một cách sâu sắc trong tác phẩm Ranh Giới. Ngoài những câu chuyện quy mô lớn, nhiều đạo diễn trẻ cũng chọn kể những câu chuyện cá nhân mang tính nhân văn đặc biệt. Ví dụ như đạo diễn Đặng Linh đã làm tác phẩm Chuyện Ngày Hôm Qua về ban nhạc Bức Tường và ca sĩ Trần Lập 2017, cùng với Những Ngả Đường Sáng Tối 2018, theo chân các kỹ thuật viên tại Ngân hàng Mắt Bệnh viện Mắt Tê, trong hành trình thu nhận giác mạc từ người mất hiến tặng để mang ánh sáng đến cho những người cần. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ về kinh phí từ nhà nước và việc thừa kế giá trị từ thế hệ tiền bối, cộng thêm tinh thần học hỏi không ngừng, thế hệ đạo diễn trẻ đã định vị lại vị trí của phim tài liệu trong điện ảnh Việt Nam. Khác biệt so với các tác phẩm phim tài liệu của nhà nước, các tác phẩm độc lập thường mang tính táo bạo hơn khi khai thác những đề tài chưa được đại đa số người Việt hưởng ứng như về cộng đồng LGBTQ+. Hơn nữa, các đạo diễn độc lập còn khám phá và chọn lựa những góc nhìn mới, gây sự chú ý từ khán giả. Khó khăn và sáng tạo trong hành trình làm phim tài liệu. Dù rất nhiều thành tựu được thu về từ các liên hoan phim và lễ trao giải cả trong và ngoài nước, hành trình làm phim tài liệu của các đạo diễn độc lập vẫn gặp không ít khó khăn. Điều này xuất phát từ việc họ thiếu nguồn đầu tư về kinh phí và thiết bị. Họ phải tự xoay sở để nuôi mình, nuôi đam mê làm phim và đối mặt với những khó khăn trong việc mang đứa con tinh thần của mình, những tác phẩm điện ảnh, ra đời. Nhiều tác phẩm tài liệu đình đám đã ra đời nhờ sự nỗ lực của những đạo diễn độc lập, như Chuyến Đi Cuối Cùng của Chị Phụng, của Nguyễn Thị Thắm, 2014, Đi Tìm Phong, của Trần Phương Thảo, 2018, hay Những Đứa Trẻ Trong Xương, của Hà Lệ Diễm, 2021. Theo đạo diễn trẻ Đỗ Thị Huyền Trang, người đã giành giải Bông Sen Bạc tại Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 với phim tài liệu Ánh Sáng Của Con, các đạo diễn trẻ ngày nay có ý thức cao hơn trong việc tìm kiếm chất liệu và phát triển chất liệu sáng tạo riêng của mình. Họ đặc biệt chú trọng vào từng khâu sản xuất, từ nội dung đến nhân vật, để truyền tải thông điệp phim một cách tốt nhất. Công việc dựng phim cũng được thực hiện với nhiều sáng tạo hơn so với trước. Tuy nhiên, đối mặt với khó khăn, đạo diễn trẻ trong lĩnh vực phim tài liệu thường gặp vấn đề thiếu chất liệu thực tế để khai thác trong quá trình làm phim cũng như cách tiếp cận với nhân vật. Đây đặc biệt trở thành thách thức khi đối mặt với nhân vật lớn tuổi, do tâm lý không tin tưởng người trẻ dẫn đến hợp tác khó khăn. Hơn nữa, cả phim tài liệu của nhà nước và phim tài liệu độc lập đều đối diện với thách thức tăng cường nhận diện từ khán giả.